chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay, Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của gió đông đẩy ẩm từ biển vào, kết hợp với một rãnh thấp đang có xu hướng nâng trục dần lên, khiến mưa sẽ gia tăng trên toàn khu vực. Mưa sẽ xuất hiện trước hết ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, đặc biệt là tại khu vực đồng bằng Trung Du và ven biển Bắc Bộ, và khu vực Hòa Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Sang đến ngày mùng 9 và ngày mùng 10, mưa dông sẽ lan ra toàn khu vực Bắc Bộ. Mưa dồn dập vì vậy cần phải đề phòng với lũ quét, sạt lở đất đá và lũ lên trên các sông suối. Còn về tình hình nhiệt độ, do có mưa nên trong những ngày tới tại các tỉnh thành Bắc Bộ, nền nhiệt sẽ giảm đáng kể. Mức nhiệt cao nhất ngày chỉ ở ngưỡng 28-31 độ. Với khu vực Trung Bộ cũng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Trung và Nam Trung Bộ, nên trong tối và đêm nay khu vực này có mưa rào và dông trên diện rộng. Cục bộ có mưa vừa mưa to và dông. Sau đó từ ngày mai, giải hội tụ có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc thì vùng mưa lớn cũng sẽ lan dần, đặc biệt là tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa vừa mưa to, đi kèm với cảnh báo về lũ quét và sạt lở đất. Do mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chỉ từ 30-33 độ trong ngày mai và tiếp tục có xu hướng giảm thêm từ 1-2 độ trong các ngày tiếp theo. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất cũng khoảng từ 30-33 độ. Do vùng mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc nên ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày mai mưa tại đây sẽ giảm dần về diện và lượng. Ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa không quá 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và không quá 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Trên biển, trên toàn bộ các vùng biển từ ven bờ ra đến ngoài khơi đều đang có mưa dông, đề phòng trong cơn dông xuất hiện gió giật mạnh. Còn trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió ở mức trung bình khoảng từ cấp 4 cho tới cấp 5, tầm nhìn xa chỉ từ 4 đến 10 km trong mưa. Bản tin thời tiết cuối ngày 7 tháng 9 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.